Today, I hope all of you are fine. And today, we are going to review a little bit related to how to add SOES in Prism Simple. Okay, how to add SOES? How to add SOES to the verb stand after the third person singular? Mà chẳng thay lý vương to từ lừa ta thả thả ta time s rư cô bị s từ lừa cây là sắp để chờ một cọp tí bộ đó tí bay anh về chân á nó bị mệt mà tiếng than về bị mệt nhá. Ok, thì mơ ok look at number one, take be concentrate all together. Ok, dừng mơ tổng hợp nè. Tí mùi work and this in s in double s in SH in CH XOFES. Chúng group bằng đa kê đề giả sạc chẳng lại ná đài bật chọc nào ý ná đài bật chọc miền bật chọc đòi trong ác số miền double S SH CH X rư có O. Chúng kê đề giả sạc đài cho nơ mật tố bí bó lắc tí bây ảnh ở bên này bật chọc nào S S A C A X nâng O dương một thang ý E S ở bên ưu tiêu hồ kiss kiss tơ chiến kiss và was vô tơ chiến was teach và teach ý thứ double S S H teach C A box and do. Okay, move. ES, add ES, add ES, add ES, and this one is over. Okay. Chẳng dùng chạy lòng mình. Group, thả ta dùng thang S, dùng cô ES, ao kê liền sắp. Nơi là cho nơi của topi và stand after third person singular. Kê là tí mùi, kê là sắp ra mình cho là số là S, C, A, S, A, X, and O, dương thang E, và đi một người to chạy sạch như thế. Và dương thần nằm biết rồi, miền cao cho lòng. Và chọn đây, tù ở xóa, nó cứ dương cơ tế, thang E vô tèm đồ. Chân như mươi number 2. Is the word, and, is the word un, in, why, and before why, the word un, in, why, and before, Y is a consonant. The Y change to I, F, E, E, S. Chúng kê đề sắp đại bình chọc đau dạng số Y. Hỏi nếu một Y cứ chi consonant và chi consonant dương bắt đầu Y từ chi I hỏi bán bật hàn E, E, S đầu Y từ chi I tiếp dùng tham how you tham ý es và toàn á cho nên ở đây là miền bị cho là sâu vai thằng chồng hai thằng anh à cái sắp lúc đây bị cho là sâu vai hơn là một vai cứ chia con dần dần và đã chỉ cho như thế nhìn chân dùng đầu vai từ chia ai và dùng đầu vai từ chia ai how còn tham ý es và thay ý thì ế ưu cho họ chứ mơ fly và fly consonant đấy nó một ngoái thì thuê con consonant nó consonant nịt consonant và thì chuyện gì đấy kể những đâu đâu vai nè vai như tớ chỉ ai hoặc là những thay ý thì ế và đưa những ai ra mà biết cái thay ai lúc vai đã ai hay thay ý ES và try try tới chứ try và lúc vai chạy móc đặt hàng ái ở những đập lúc vai những đầu vai của chị ái thao một hàng ý ES và thứ bảy try try dương đầu vai tới chị ái hàng ý ES chứ như mưa lại lớp ở toàn nó trong xong việc này sạch mấy
chọc đói Y hai nơi một Y cứ chỉ consonant chẳng như bắt đầu Y tôi chỉ I hai tham E ES toàn á ưu thò mình chạy sáng mở đi nè fly tôi chỉ fly try tôi chỉ try cry tôi chỉ cry và chúng toàn học nế ba chú lưu lại trong tuần năm tí is the word and in Y con tài như mơ một tiền con tài bà sân chỉ kê là sắc bà sân bà chỉ kê là sắc bia bà chọc đời Y đây bà mình ta đầu vái thì vái ở từ đầu vái từ tháng từ phụ tham vái rồi mình vái đầu vái từ chi a i e đầu ai đã tham i e nhiều không mẹ này chân như thằng mưa thì nó sẽ nằm từ lớn và một vài chi con sẽ lớn được một chi vào vẹo và sau này con sẽ lớn chứ chay vái từ chi ai tham i e còn tên là ní person ba cái là sắp là cho đầu vái hao lên một vái cứ chi vào vẹo và sẵn nếu một hơi vài nữa cứ dương ăn ăn đầu với tôi ấy đi bà sân đi mừng một năm chỉ có vé dương tham ăn giờ làm đồ bà trên năm xưa là ông nè trên năm lại được trên năm có vé trên năm dương một năm khấn không xin được bà dương ăn cho bách đầu vài thì chi ấy đi dương đặt giờ làm đồ tham ăn giờ làm đồ nữa dương tham ăn giờ bà chưa mưa to tiết play nhưng mưa ôi thò biết play giờ mình lúc nữa bà dùng đồ nó thêm ai mò mò betray bà ta dùng betray à, destroy obey ta dùng obeys bà chứ lẽ là nạc trần nam viết rùa lệ trần nam cả lại consonant hoa nông có vào vẻ chắc bà sân dùng mục y cứ chỉ consonant dương chèn y cứ chỉ i at e ES, present bạn khi là sắp mình chọc đời vái hai nửa một vái thì chia vào vé dương tham as your tạm đọc ok chứ bởi thì bày most work at S in the third person singular hai cái là sắp khi trang đại viên bình chọc ở đại viên tham as nơi nông tổng đồng chia third person singular chắc miên trời và miên tha anh ấy dương chừng năm cái lại vào về đã ẻ cho ăn cái lại tha most work at S in the third person singular anh nói vậy mình chẳng dương năng lực bắt to và to tiền năng chưa mình chẳng cái này là sắp hết trang đại dương thay ai nói nếu không third person singular bạn ok là nếu không đồng đồng chia third person singular dương thay ai nói chỉ hết trang dương thay ai nói đâu chia cái speak tự chí speaks bà chân anh nó cứ nó không tùm rung chí third person singular đi chí takes bà bring tự chí brings bà leave tự chí leave ok all that need to
và speak tới chia speaks tới chia thê thê tới chia thanks và chứ mà nó bắt cho bắt đi hết hồi bây giờ dương thêm ai ở dưới được chia tụm đống chia sớt và dần thank you là bà đi mua được chia kill kill luôn Thank you.